Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và chiều tối nay là ngày 6 tây tháng 6 của năm 2016. Đầu chương trình thì Tuấn có đề cập về cái vấn đề cái thứ tự của cái tên trong cái thị thực mà cái lãnh sự quán nó cấp cho những cái thị thực định cư đã bị sai trong cái thời gian cách đây khoảng 2 tháng. Thì cho nên vì lý do đó cái thẻ xanh quý vị khi quý vị nhận được thì cái thứ tự tên của vị nó cũng bị sai luôn. Thì Tuấn có hướng dẫn cho cái phương cách để cho điều chỉnh cái đó. Cho nên nếu mà quý vị muốn coi lại cái chương trình này thì chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai 8 giờ sáng ở Houston là Đài Truyền hình Việt Face, ở bên khu vực Dallas là Đài Truyền hình Việt TV, và lúc nào Tuấn cũng có trong YouTube cho quý vị theo dõi hết. Bây giờ kế tiếp thì chúng ta có cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2016. Sau cái visa bulletin thì mình sẽ trả lại cái câu hỏi của chú Tú tại thành phố Richmond, California. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái visa bulletin của tháng 6 năm 2016. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 6 năm 2016. Diện F1, công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ ngày 15 tháng 1 năm 2009. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ ngày 8 tháng 11 năm 2014. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ ngày 22 tháng 10 năm 2009. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ ngày 1 tháng 12 năm 2004. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em, đang giải quyết hồ sơ ngày 8 tháng 8 năm 2003. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 6 năm 2016. Nói tới tháng 6 thì đây là cũng là cái tháng mà Tuấn nghĩ rằng là cái mình sẽ có cái quyết định của tòa tối cao pháp viện. Tòa tối cao pháp viện Tuấn nghĩ rằng là trong vòng tháng này sẽ đưa ra cái quyết định rất là lớn, và cái quyết định đó nó có thể ảnh hưởng khoảng 4 triệu cho tới 5 triệu người đang ở đây bất hợp pháp. Thì đây là cái quyết định liên quan về cái chương trình quyết định hành pháp mà Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố vào tháng 11 của năm 2014 để cho một số người đã ở đây bất hợp pháp mà có con sanh đẻ ở đây hoặc là có con có thể sanh đây để có cơ hội được tạm thời được sự bảo vệ của cơ quan của sở di trú và có quyền xin giấy phép lao động. Thì sau khi cái chương trình đó được tuyên bố thì nguyên cả cái năm 2015 thì chúng ta thấy cái kiện tụng do tiểu bang Texas và 20 mấy cái tiểu bang khác đã bắt đầu kiện, và cái kiện này đã đi tới cho tòa tối cao pháp viện. Và tòa tối cao pháp viện tháng 4 vừa qua đã nghe cái sự tranh luận, cái oral argument trên tòa tối cao pháp viện. Thì bây giờ Tuấn nghĩ trong vòng mấy tuần nữa thì chúng ta sẽ có cái quyết định của tòa tối cao pháp viện. Bây giờ cho Tuấn trở lại cái câu hỏi mà một quý vị ở bên Richmond, California hỏi Tuấn. Đó là chú Tú. Mình chưa có cơ hội trả lời cho chú tại vì cái thời gian của đầu chương trình đã hết. Cho nên bây giờ tóm tắt là cái câu hỏi của chú là như thế này. Chú bảo lãnh cho em của chú ở bên Việt Nam. Em của chú có hai đứa con. Chú làm hồ sơ vào tháng 2 của năm 2004 và được sở di trú chấp thuận vào năm 2009. Chú đã bắt đầu nhận được cái chi tiết để đóng tiền cho cái hồ sơ này. Hai đứa con của người em ở bên Việt Nam, cháu lớn nhất sinh tháng 1 năm 90, bây giờ là 26 tuổi hơn rồi. Và đứa nhỏ là tháng 10 năm 92 là mới có 23 tuổi, tháng 10 này là 24 tuổi. Thì cái câu hỏi của chú là mấy cháu nó sẽ tính như thế nào, nếu mà không được đi có thể thiếu nại được hay không? Thì bây giờ cho Tuấn trả lời cái câu hỏi cho chú Tú, rồi sau đó Tuấn sẽ đi vào cái câu hỏi của người kế tiếp. Cho nên nếu muốn gọi vào, số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Đầu tiên là hồ sơ này, cái thứ tự của cái visa nó chưa có đáo hạn. Hồ sơ anh chị em ưu tiên 4 thì nó mới tới là tháng 8 của năm 2003 thôi. Mùng 8 tới tháng 8 của năm 2003. Hồ sơ của gia đình của chú là tháng 2 của năm 2004. Thì Tuấn nghĩ nó từ anywhere từ 8 tháng cho tới 1 năm nữa, cái thứ tự nó mới đáo hạn, nó mới tới. Thì lúc đó nếu mà giấy tờ đầy đủ thì cái lãnh sự quán mới có quyền phỏng vấn. Cái câu hỏi là bây giờ hai đứa con có được ăn theo hay không? Thì mình tính sơ qua cho chú thôi, tại rất là tiếc là mình không có thời giờ
và đồng thời nó cũng khó nghe cái phát âm của chú. Thì Tuấn nghĩ rằng là đứa con lớn chắc phần trăm cao sẽ không được đi. Còn đứa con thứ nhì là tháng 10 năm 92 sẽ có cơ hội được ăn theo. Cho nên đứa con thứ nhì là sinh tháng 10 và năm 92, hồ sơ này vào năm 2004 và chấp thuận năm 2009 là 5 năm. 5 năm như vậy là được đi cho tới 21 tuổi cộng 5 năm là năm 2000 là 26 tuổi, và bây giờ cháu nó mới có sắp sửa là 24 tuổi thôi. Cho nên cái cơ hội cháu nó có thể được ăn theo cho tới khoảng tháng 5 của năm 2019. Thưa chú, nói tóm tắt lại như thế này, tại vì cái vấn đề luật C-SPA, nếu mà chú thấy trên cái mạng truyền hình hoặc là quý vị thấy trên cái mạng truyền hình cái cách cộng trừ và tính, và đây mình cũng không nắm được chính xác tại sao, tại vì cái thứ tự nó chưa có đáo hạn. Nhưng mà nói tóm tắt lại là cơ hội rất là cao là đứa con nhỏ được đi, nhưng mà đứa con lớn rất tiếc là không được đi. Nào, vài cái nhắc nhở cho chú là như thế này. Nhớ rằng là cái gì chú đang làm với trung tâm visa là để cho chuẩn bị phỏng vấn với cái lãnh sự quán. Phỏng vấn khi cái thứ tự nó đáo hạn, bây giờ nó chưa có đáo hạn, ước lượng từ 8 tháng cho tới 12 tháng là với đáo hạn. Cho nên cái trung tâm visa chỉ có chuẩn bị cái gì trước mắt thôi. Phần trăm cao coi chừng nó chỉ cho tiến hành hai hồ sơ visa cho hai người thôi, đó là người anh hoặc người em với vợ của người ta. Còn cái đứa con mà đứa con út mà phần trăm cao được đi đó, thì thường thường cái trung tâm visa sẽ để cho cái lãnh sự quán quyết định sau này. Cho nên khi chú làm tất cả cái giấy tờ, chú phải nhắc nhở bên Việt Nam đứa nhỏ phải chuẩn bị giống như lý lịch tư pháp, và khi chú làm cái bảo trợ tài chính chú phải nên ghi tên của cháu nó vào luôn. Nào, sau này khi tới lúc phỏng vấn và sau này mình biết được cháu được ăn theo, thì chú phải yêu cầu cái lãnh sự quán qua cái liên lạc trực tiếp với cái lãnh sự quán để bổ sung cho đứa út được ăn theo. Đó. Và đây là cái vai trò nằm hoàn toàn ở trên vai chú và cái người hy vọng là người luật sư giúp cho chú. Đứa lớn phần trăm cao không được ăn theo, thì nếu mà cháu nó còn độc thân, độc thân ở Việt Nam nghĩa là không có đăng ký kết hôn, thì khi ba má cháu nó qua bên này, ngày hôm sau ba má cháu nó sẽ bảo lãnh cho cháu nó liền. Thì cái hồ sơ đó là ưu tiên F2B thì nó khoảng 7-8 năm. Với điều kiện cháu nó độc thân thì được ăn theo, được đi chứ không phải ăn theo. Cho nên đó là cái câu trả lời cho chú Tú ở thành phố Richmond, California. Và bây giờ cho Tuấn đi qua tiểu bang Oregon, đó là xin mời chị Hòa. Chị Hòa Oregon, mời chị Hòa lên tiếng đi ạ. Alo. Dạ vâng. Alo. Dạ vâng, mời chị Hòa. Thưa chị Hòa, chị đang ở thành phố nào vậy? Ở Portland. Portland, Oregon. Và chị đang theo dõi chương trình trên Uno hay là trên đài truyền hình ạ? Dạ, trên Uno. Dạ vâng. Chị Hòa, chị có câu hỏi thắc mắc gì để cho tôi giúp cho chị ạ? Dạ, tôi có câu hỏi như vậy là luật sư Tứ. Con của tôi nó tháng sau nó được phỏng vấn. Nó được phỏng vấn. Rồi tới chừng nào tôi mới đóng tiền thẻ xanh hay là sao hả luật sư? Dạ vâng, phỏng vấn cho cái gì vậy chị Hòa? Phỏng vấn theo diện định cư hay sao? Tôi lãnh, bảo lãnh đó đó. Dạ mẹ vâng. Bảo lãnh con. Dạ vâng. Thưa cô, ngoài cái câu hỏi đó, cô còn câu hỏi gì khác cho tôi? Dạ không. Câu dạ, hỏi vâng. Thôi. Dạ vâng, cảm ơn cô Hòa đã gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và cô có thể cúp điện thoại rồi tôi sẽ trả lời cho cô. Cái lệ phí 165 đồng là cái lệ phí cho cái thẻ xanh. Để khi người ta định cư, người ta qua này thì cái sở hữu trú nó làm thủ tục thẻ xanh gửi về nhà cho người ta. Cái lệ phí 165 này chỉ có áp dụng cho những cái hồ sơ định cư vào nước Hoa Kỳ ngoại hồ sơ con mồ côi. Cho nên khi cháu nó nhận được cái thị thực rồi, nghĩa là cháu nó phỏng vấn, không có gì trục trặc, người ta gửi cái thị thực về cho cháu, thì có cái copy của cái thị thực đó thì cô có quyền đóng cái lệ phí 165. Rồi khi cháu nó về, xin lỗi, khi cháu nó vào nước Mỹ thì cái thẻ xanh sẽ gửi về nhà cho cháu. Cảm ơn cô Hòa ở Portland, Oregon rất là nhiều. Và bây giờ cho chúng ta trở lại với thành phố Houston.
Texas, xin mời chị Phương, Houston, xin mời chị Phương lên tiếng đi ạ. Dạ, dạ chào luật sư. Dạ, em có câu hỏi là em có người chị á, mà ba em bảo lãnh chị em theo diện là F2B á. Dạ, vâng. Dạ, đã có đóng tiền visa, đang chờ ngày phỏng vấn. Nhưng mà chị em là không có gia đình nhưng mà đã cũng lớn tuổi rồi, 42 tuổi á, cho nên là muốn nhận một đứa con nuôi á. Thì có được không luật sư? Dạ vâng. Đứa con nuôi đó là có quan hệ gì bà con với gia đình cô hay không? Dạ, nó là cháu ruột con của người em trai. Dạ vâng. Đứa cháu ruột đó, người cha và người mẹ còn sống hay không? Dạ còn sống. Đây là cái câu hỏi tôi hỏi sơ qua cho cô thôi. Lý do dạ. Tại sao người ta bỏ con người ta cho người khác nuôi? Dạ, là tại vì người mẹ phải đi làm ăn xa đó, không có ở nhà chăm sóc cho đứa bé được. Mà người cha là em trai ở lại thì là đàn ông, cho nên là không có chăm sóc con gái được. Dạ vâng. Nên muốn đi, dạ, dạ vâng. Cho người chị chăm sóc. Đứa bé đó là bao nhiêu tuổi rồi cô? Dạ, 14 tuổi. Dạ vâng. Cảm ơn cô rất là nhiều và tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của cô nếu mà cô không còn câu hỏi gì khác. Khi tôi nghe những cái câu hỏi này thì tôi rất là cẩn thận và rất là lo sợ cho người ta. Tại vì nhiều khi người ta có ý định tốt nhưng mà cái hình thức ngó vào thì sợ cái lãnh sự quán nghĩ rằng là có cái ý gian lận hoặc là kép để cho trẻ em đi theo. Cho nên đó là cái tình trạng mà cô hỏi tôi, đó là cô Phương ở Houston. Cho nên khi tôi nghe câu hỏi của cô hoặc là mỗi lần tôi nghe cái câu hỏi, cho dù là thân chủ của tôi hỏi qua điện thoại hoặc là tới tham khảo với tôi, thì cái đó là cái lo sợ của tôi. Cho dù ý mình tốt nhưng mà coi chừng cái lãnh sự quán sẽ có thể thấy được là cái sự hình thức gian lận hoặc là ghép người ta. Và khi mà người ta nghĩ rằng là ghép, thì người ta có quyền cấm cái người bên Việt Nam vào nước Mỹ căn cứ vào hai lý do. Lý do gian lận thì có thể xin ân xá. Và cái lý do thứ nhì lại rất là nguy hiểm, là đưa người bất hợp pháp vào nước Mỹ thì không có ân xá ngoài trường hợp rất là đặc biệt thôi. Cho nên Tuấn có thể nói khéo cho cô Phương là như thế này. Lúc nãy Tuấn có đặt một câu hỏi là lý do gì đặc biệt mà người ta phải bỏ con người của người ta để cho người khác nuôi, cho dù người khác sắp sửa đi Mỹ. Khi trình bày, khi tôi đặt cái câu hỏi như vậy thì để cho cô suy nghĩ, và cũng là cái suy nghĩ mà cái lãnh sự quán muốn người ta phải đề cập. Ngoài cái hình thức câu hỏi đó, nhớ rằng thủ tục con nuôi đòi hỏi rất là nhiều chi tiết, là thủ tục phải kết thúc trước khi 15 tuổi. Theo luật Việt Nam, đứa bé đã phải ở với chị 2 năm trở lên. Và suy nghĩ như thế này, what happen nếu mà người cha ruột và người chị ruột đều cùng một địa chỉ hoặc là ở sát với nhau, thì làm sao người ta tin? Cho nên tất cả cái chi tiết này là những cái chi tiết mà phải hỏi cho nó rất là rõ ràng đó, trước khi làm những cái phần này. Cảm ơn cô Phương rất là nhiều ở Houston. Và bây giờ cho trở lại với tiểu bang California tại thành phố San Diego. Xin mời ông Tùng, lên tiếng đi ạ. Dạ, chào luật sư ạ. Dạ vâng, chào ông ạ. Dạ, có câu hỏi này là đứa em gái nó ly dị chồng nó, sau đó là ra tòa án di trú, họ đồng ý cho cái thẻ xanh. Dạ vâng. Rồi sau đó có nộp đi lăng tay, nộp hết đi lăng tay xong hết rồi, bây giờ bên sở chú lại gửi cái giấy về
cái chứng minh những gì với chồng là sao ạ? Tại vì anh Tùng, tôi cắt ngang anh, tại vì tôi biết anh đã gọi vào đây vài lần rồi. Và cái tình trạng này tôi cố ý tôi cắt ngang anh, tại vì cái câu trả lời như này nó khó cho tôi trả lời. Và tôi xin lỗi tôi cắt ngang anh, tại vì tôi muốn đi thẳng vào cái chi tiết này luôn. Tôi nghe rất là nhiều câu hỏi và tôi đón rất là nhiều người hoặc tham khảo rất là nhiều người. Cho nên mỗi lần Tuấn mà nhớ cái chi tiết nào, cho dù xin lỗi Tuấn không nhớ tên, nhưng mà Tuấn mà nhớ vào cái chi tiết của người ta thì Tuấn nghĩ nó là vấn đề rắc rối rồi. Cho nên cái khuyến khích của Tuấn giống như mấy đợt trước cho anh Tùng mà thôi. Mấy cái tình trạng này phải có luật sư, phải làm việc trực tiếp với luật sư. Đây đó, nó có nhiều cách để cho mình suy nghĩ mà có thể xảy ra mà chưa chắc nó đúng giống như vậy. Cho nên khi mà cái hồ sơ người ta có thể săn 2 năm, người ta bị chấm dứt, người ta ly dị, rồi người ta bị mời ra tòa. Cho nên rồi tòa chấm dứt, rồi bây giờ thẻ săn rồi lại sở hữu chú yêu cầu bổ túc. Nó khó, nó rất là khó để cho tôi tham khảo. Nó khó cho tôi tham khảo, especially khi mà nó là một cái chương trình TV mà trực tiếp như thế này. Cho nên mấy cái này đó, tôi khuyến khích anh Tùng và cái người bà con của anh, người em gái hoặc người chị gái đó, nên trực tiếp với một luật sư ở khu vực mình. Mang hết tất cả hồ sơ tòa án, mang hết tất cả hồ sơ di trú và nói chuyện với người ta. Đó. Và nếu mà muốn coi trên mạng, tôi có địa chỉ và có email, rồi email cho tôi. Chứ như này nó rất là khó cho tôi trả lời. Và tôi cố ý tôi cắt ngang như vậy tại tôi không có muốn người khác có cái sự hiểu lầm nếu mà tôi trả lời. Cảm ơn anh Tùng rất là nhiều. Và bây giờ cho đi qua thành phố Garland, Texas. Đó là gần Dallas, Texas. Xin mời cô Hoàng, lên tiếng đi ạ. Dạ, tôi có câu hỏi. Thứ nhất là thằng con trai tôi đó, nó bảo lãnh con vợ của nó đó theo cái viện dưỡng vợ chồng. Mà từ năm ngoái đến năm nay, nhưng mà bây giờ mới kêu đóng tiền để xin phỏng vấn á. Vậy thì khoảng bao lâu mới được phỏng vấn ạ? Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai là tôi có người cháu nó muốn đi qua cái viện lao động á, thì cái điều kiện gì nó mới được đi lao động? Nó có vợ mà hai đứa con, nhưng mà ở bên vợ nó, còn nó bên đây nó không có nhà. Cháu cứ bằng ruột gì ruột, nhưng mà thế làm cái viện gì mới được đi? Dạ vâng. Đi lao động xuất khẩu á. Dạ vâng. Dạ xin hết ạ. Cô Hoàng, con của cô có quốc tịch hay có thẻ xanh ạ? Dạ nó có quốc tịch ạ. Nó dạ. Viện nó đó, nó bảo lãnh vợ chồng chứ nó không. Dạ vâng. Nó không biết nó mới đóng tiền để mà xin phỏng vấn thôi, thì khoảng bao lâu mới được phỏng vấn ạ? Dạ vâng, cho nên cô nói lại với tôi là đã đóng tiền với trung tâm visa rồi ha. Vâng vâng. Dạ vâng, ok, cái chi tiết rất quan trọng. Cảm ơn cô Hoàng nha, rồi tôi sẽ trả lời cho cô. Cô Hoàng, khi mà người chồng bảo lãnh cho người vợ ở Việt Nam và người ta là công dân Hoa Kỳ, thì hoặc là người ta thẻ xanh, bắt buộc cái hồ sơ nó phải đi qua ba cái cơ quan. Cơ quan của Sở Di trú là Bộ Nội an, cơ quan của Trung tâm Visa mà hồ sơ đang nằm của Bộ Ngoại giao, rồi sau đó cái lãnh sự quán Hoa Kỳ của Bộ Ngoại giao. Cho nên ba cái cơ quan đó. Rồi mỗi cơ quan người ta phải làm thủ tục, rồi cái hồ sơ nó mới di chuyển qua cơ quan sau. Cho nên cái trường hợp con của cô đó là có quốc tịch thì cần làm việc, hoàn tất thủ tục với trung tâm visa, đóng tiền, làm giấy tờ bảo trợ tài chính ở Việt Nam, phải nộp lý lịch tư pháp số 2 đầy đủ hết, điền đơn xin visa DS-260. Rồi sau đó nếu mà không có gì trở ngại thì trung tâm visa mới sắp xếp các hồ sơ vào cái trường hợp để chuẩn bị cho phỏng vấn ở Việt Nam. Khi phỏng vấn ở Việt Nam rồi thì nếu mà tốt đẹp thì cấp cái thị thực định cư để vào đây. Cho nên cái hồ sơ thường thường nếu mà nằm với trung tâm visa thì nó còn at least 8 tháng nữa cô. At least 8 tháng nữa. Cho nên nếu mà có quốc tịch bảo lãnh cho vợ chồng thì trung bình có hồ sơ của nó ít nhất là 14 tháng. Còn nếu mà cô hỏi về cái vấn đề cho cháu của cô xin lao động qua bên này,
Thưa cô, nó khó để cho tôi trả lời cái đó. Nó giống như là cái câu hỏi làm sao tôi được vào nước Mỹ hoặc là làm sao tôi có thẻ xanh. Nó rất là broad cho nên khó để cho tôi trả lời. Nhưng mà tôi có thể nói cái vấn đề ở Việt Nam hiện tại bây giờ có rất là nhiều cái tin tức liên quan hoặc là nhiều cái dịch vụ liên quan về cái vấn đề lao động ở bên nước Mỹ. Rất là cẩn thận. Tại vì cái chương trình lao động nó thuộc về cái nhu cầu của cái cơ sở thương mại bảo lãnh cho nhân viên. Cho nên nếu mà có cái nhu cầu đó thì trực tiếp cái công ty ở trong nước Hoa Kỳ phải làm việc để mướn nhân viên ở Việt Nam. Nếu mà đi qua một cái người dịch vụ cẩn thận cái đó. Và cái thứ nhì, đầu tư cũng vậy. Đầu tư thì tự mình đầu tư thì nó không phải cần có cái cơ sở bên này. Nhưng mà những cái nhà đầu tư phải cẩn thận về những cái trung tâm đầu tư. Tại vì những cái trung tâm đó rất là nhiều để cho người ta tìm hiểu. Cho nên những cái này nó khó để cho tôi trả lời nếu mà không nắm rõ cái chi tiết của người ta. Cảm ơn cô Hoàng rất là nhiều. Và thưa quý vị, tới đây cũng hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay. Và chiều tối nay là ngày 6 tây tháng 6 của năm 2016. Chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt Face ở Houston, Việt TV ở Dallas. Huy Tuấn rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình chiều tối nay. Và Huy Tuấn xin chúc quý vị một buổi tối và một tuần rất là vui tươi và hạnh phúc. Xin kính chào.